Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay anh em chúng em là đội Hưng Yên về được khá nhiều hàng. Đầu tiên là JBN 818, JBN 926 và Nắc về được một đôi Sonic Snution này, trọng lượng 41 cân một chiếc. Con này thì các bác làm ba vũ trường thì thoải mái luôn. Dòng này là có dây treo trên nóc này, lỗ đặt chân này. Đấy, tay sách rất to này. Đây là cái model sản phẩm của dòng hoa này, Nắc nha. Model là TH15 15 inch highway non-stick 500W 8 ohm RMS. CD in IMEI Cano này. Đó. Dòng này là dòng Mercury Dancer, tức là dùng trong vũ trường, nên là gỗ của nó là gỗ MDF chứ không phải là gỗ dán. Chứ loại này mà là gỗ dán thì hơi bị nhiều tiền luôn các bác ạ. Cái điện thoại này hơi cùi tí. Có dây treo trên nóc này và dây treo dưới nhá. Đằng sau, dưới chân đây. Dưới chân không có dây treo. Đó, cái này thì em sẽ tháo trong clip là sau này báo cáo các bạn về hàng. Nhiều lắm. Còn ở trên xe nữa nhưng mà chưa dỡ xuống được. Đây. Nắc thì về được có 3 chiếc. Đẩy được có 1-2 chiếc này. Còn đây là loa nằm, nó karaoke gia đình. Đây nữa. Nhiều lắm, nói chung là nhiều. Đó. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì ấy, trực tiếp nhé, báo cáo các bác là qua hàng về, tháo review trong clip đằng sau. Đấy, bây giờ là đang dỡ hàng ra để tổng kết xem là tiền cước là chuyến này hết bao nhiêu, về đúng cái thời điểm mà cước nó rất là đắt, nên là những cái hàng này giá rất là cao nhé.